và ok và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đây bạn ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video nữa, cùng với cả bộ 3 triệu sub. Anh hình như thiếu gì anh? Cái thiếu lắm. Em biết thiếu ai không? Biết. Thiếu Phong Cận TV. Biết sao không? Yeah. Bởi vì Phong Cận TV ngày hôm qua đã được 1 triệu subscribe và hôm nay Phong Cận bận đi lấy nút vàng rồi. Gì làm vậy? Trời, nói cái làm luôn đúng hả? Ơi, các bạn biết cái vụ Phong Cận TV được đạt được 1 triệu subscribe chưa? Bạn nào mà biết rồi thì nhớ để lại comment xuống dưới chúc mừng Phong Cận đã đạt được 1 triệu subscribe, là nút vàng thứ 2 của Hero Team nha. Và sắp tới nếu như Mr. Vịt cũng được nút vàng này, Kujon cũng được nút vàng và Siro cũng được nút vàng là trong 2020 có thể Hero Team sẽ có 5 nút vàng. Và lúc đó chúng mình sẽ làm gì hả chị Minh? Wow, chúng mình sẽ mở offline. Đúng rồi, chúng mình sẽ mở một cái party rất là to. Mình sẽ mời tất cả các bạn nào là fan chân chính của Hero Team đến để cùng tham dự cùng bọn mình nha. Ok, còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả một cái màn chơi game gọi là sinh tồn trên đầu một cái nhân vật nào đó. Chúng ta đã từng sinh tồn trên đầu khổng lồ xanh này, sinh tồn trên đầu Simi này, Simi Yandere này, Phong Cận này. Đấy, và tính ra mình chưa làm sinh tồn trên đầu Mr. Vịt bao giờ ta? Hình như chưa có đúng không? Vậy mình sẽ thử tìm để hôm sau nha. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái màn chơi sinh tồn trên đầu. Hey! Đố Simi biết cái gì? Ninja Lego! Đố các bạn khán giả biết cái gì? Đây chính là Ninja Go các bạn. Cái bạn này tên là gì? Đố Simi biết đấy. À, thực ra thì em quay phần treo không để ý tên nhân vật anh ơi. Ừ, thế nhân vật ninja này tên là Kai. Chưa. Thiệt luôn, anh nó nhớ rồi, nó thật kìa. Thì em tí nữa em có thể ấn thoát cái map này và em tìm bản đồ này, em sẽ thấy nó tên là sinh tồn trên đầu Kai. Có biết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sinh tồn trên đầu nhân vật Kai thôi nào. Nhưng mà là nhân vật ninja go nha bạn. Đó, ok. Wow. Ok. Và khi mà chúng ta vừa mới vào ấy thì chúng ta sẽ được tặng một cái bộ giáp là giáp bằng da ấy bạn. Đấy. Ôi, xin. Trong này có mấy cái dương xịn cho sò vãi chuối. Xin mà nhìn đẹp không? Nhìn không? Đó. Ok. Bên ngoài này thì... Ui. Bên ngoài này thề luôn. Full option. The hell. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đào. Ui, bên dưới này cũng đúng như anh dự đoán luôn, bên dưới này có dương luôn này Sim. Này. Dương đẹp vãi. Chúng ta có cà rốt này và lúa. Cà rốt và lúa thì có thể giúp cho chúng ta trồng cây này và lấy bánh mì cho Sim một nửa đồ ăn này. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây để mình thử làm chế biến đồ ăn từ lúa là món canh ta. À có bánh mì này. Có bánh mì. Quên mất tiêu. Anh quên đi. Ôi. Quên mất tiêu chế tạo bánh mì rồi. Đâu em chỉ cần lấy lúa xong em ấn vào trong bàn chế tạo là em chế tạo ra bánh mì mà. Quá à, trời ơi, cho hết đồ hết trơn, không biết sinh tồn gì đúng trời. Trời ơi, người ta gọi là chủ map có tâm phải không bạn? Đó, ok. Ui, bên dưới này xịn sò vãi cả chuối luôn anh em. Bên dưới này là chúng ta còn có cả một cái cầu thang máy đâu. What the hell? Thang máy hả? Em thử đi lên coi. Hấp dẫn vãi. Thế luôn bạn này, mình chưa thấy bạn nào mà xây cái map mà kiểu có tâm này luôn á. Bạn ấy cho mình cả cái cầu thang máy này. Bên dưới này có hồ cá này. Tính ra là chúng ta không cần bánh mì, chúng ta vẫn có hồ cá để ăn anh em. Ở bên này thì... Tiền. Ở hèn hoa em chưa chết. Ui, em bị lao xuống. Anh nhìn thấy một cái hòm thế này này. Hãy. Ồ. Jim ơi, em sẽ không muốn nhìn thấy cái này đâu. What the hell, súng nào map nào phải có súng vậy? Oh my god, we have a gun. Cái súng này thì có thể giúp chúng ta có thể có thêm vũ khí này để chúng ta chống trả lại cái con quái vật dưới địa ngục. Có thể là trong tập này là với cái điều kiện mà của tác giả cho như này, gần như là chúng ta kiểu không phải sinh tồn gì nhiều anh em, mà chúng ta có thể đánh được rất nhiều các loại boss. Xin mời, ở dưới này có cái gì ấy? Ở đây có hai cái tù và này. Sao có cái laser xuống vậy? Tù và này để hồi sinh hắc long. Ồ, cái này có thể giúp cho chúng ta hợp thành cái gì đó với cả mấy con rồng á. Ồ, hấp dẫn không? Hay vậy? Khá là hay nhỉ. Em nghĩ cái map này tụi mình đi giết boss là chủ yếu hoặc chứ sinh tồn gì vậy? Ờ, trời, con map này giống như kiểu con map giết boss các bạn, bởi vì vừa vào rồi mình đã được full option rồi. Từ trong người này có gì không? Trong người này thì chúng ta đang có sắt này, khá là nhiều sắt, nhưng mà liệu có kim cương? Ui, có kim cương này. Có kim cương trong này, có khi nào là nhiệm vụ chúng ta là phải đào kim cương để chúng ta có thể có kim cương chiến đấu với cả cái quái vật ở trên hành tinh Horus chúng ta? Ok. Cái gì đấy? Oh my god, oh my god, trời ơi, đây là map gì vậy? Quái vật đâu ra vậy? Không biết là
anh ơi, nó bắn anh nè. Nó cắn anh. Ok được. Bắn anh loạn xạ lên nữa. Đậu xanh, từ, con này nó chui đâu ra ấy? Ôi, tụi này sao hồi xanh nhiều dữ vậy? Em nghĩ ban đêm nó hồi xanh nhiều. Ôi, đâu, anh nghĩ là mình lên trên nhà đi, Ôi, anh chắc chưa? Anh nghĩ đấy, anh nghĩ đấy là một quyết định hơi sai. Xuống đi không đi. Đậu xanh nó nhiều vãi chúa luôn anh em. Lên nhà, xin đi con vật, mình có chỗ ngủ. Ok. Lại trước khi chú nó chịu hồi là một đống này. Lại rồi ok, ở bên dưới này thì chúng ta bây giờ mình nghĩ là nhiệm vụ của mình sẽ là phải đi tìm cái... Ủa, bọn này như kiểu nó parkour giống Siro vậy. Từ, khẩu súng 6 nòng xuất tinh đan của ta đâu. Đây, đây ạ, mấy cái này đã xấy chúng nó chết. Mày, chết đi. Ok, chúng nó chết bớt rồi. Chết bớt rồi, đậu xanh có trứng nổ đứng luôn trên nóc bay. Em thấy cái map này nó cũng có cái thú vị riêng của nó. Rồi, ok được rồi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ thử đi xuống dưới địa ngục trước đi. Bên trên khu vực Horat chắc sẽ có một cái thứ gì đó ở trên đấy bạn ấy để sẵn. Ok. Rồi, Hắc Long kìa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tiêu diệt luôn Hắc Long nhá. Ở đây thì mình nãy mình có cái đèn tù có cái kèn tù và không biết là có chịu có hồi sinh được Hắc Long thành con khác nhỉ. Không biết nhưng mà ok, cứ giết nó đi. Đừng Hắc Long bắn gì nó mắc cười ghê, cứ éc. Ok. Ồ có nhà. Nó khè lửa. Né sim. Ok, nó cần chết rồi. Lại khè lửa tiếp. Đậu xanh. Ui. Khè giỏi vậy. Chuối anh em, từ từ. Ăn gà siêu tốc vào, ăn gà siêu tốc sẽ giúp cho mình có một cái tốc độ di chuyển hoàn hảo luôn anh em. Hợp lý. Ok. Ăn gà đỏ này. Đấy, chạy như gió luôn. Rồi lại khè lửa tiếp. Trời đất ơi, nó khè hai bên luôn. Chết rồi. Mày. Cố lên ơi, nó khè lửa. Rồi ok, chết quẹo. Wow, anh đã giết được nó này. Wow, ok. Rồi, chúng ta đã tiêu được dòng gọi là Hắc Long rồi. Ở đây mình có hai cái tù và. Hai cái tù và này thì cái này có thể làm gì đây? Có vật này nhấp vào đá hỗn loạn được hồi sinh Hắc Long. Đánh bại Hắc Long dung nham mới để mở khóa hợp thành. Ấn vào hả? Một âm thanh như có như không. Ta là thần lòng đất bị phong ấn. Hãy giúp ta mở phong ấn tẩy sạch thế giới. Ơ, mở phong ấn không được hả? Mở phong ấn. Ui, anh rồng ơi. Ok. Lần đầu tiên gặp rồng Hắc Long các bạn ơi. Cười ghê quá. Cố lên. Chưa chật khè. Ui trời ơi, nó khè nữa. Ui trời ơi, nó bắn đây. Mày chết rồi con. Chết đi con. Nó tỏa ra cái gì ấy? Ui, nó tỏa ma lực gì vậy? Nó tỏa cái con khỉ gì ấy, đậu xanh. Nó chịu hồi biết con quỷ lửa anh ơi. Cái quỷ lửa đá. Ui. Chết rồi. Đúng rồi, họa long. Nó mạnh vãi chúa luôn anh em. Rồi, ok, mình sẽ vứt bớt cái đống rác này đi này. Cái đống mà lúc mình vừa nhặt xong. Một đống phân này và mấy cái giày này. Và thêm mấy cái block linh tinh. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử đập cái tượng này. Xem là chúng ta sẽ được cái gì nhá. Nhặt được xương rồng. Xương chứa năng lượng là vật liệu để làm trang bị trệ để chế cung xương rồng. Wow, cái cung này là cái cung mà cung của rồng ấy. Biết không Sim? Cái cung mà đứng trước mai mình cầm á. Ok. Cái gì đó nhỉ? Con này dòng cuối cùng rồi, con này dòng hỗn mang này, con này khỏe nhất này. Ui em ơi, sao nó tấn công em đi em. Chạy đi, lấy thú cưa chạy đi em. Ok, em nghĩ con này mình phải dùng thú cưa để chạy thôi anh.
xin lỗi anh rất là nhiều. Ok thôi em sao, cứ chạy đi em sao, anh cần ok ôi em nghĩ là em có thể gọi là dùng anh ơi, anh cưỡi thú bắn nó đi anh, nó nhanh cơ này, phải chui từ chắc mình phải chịu ôi thú để mình ôi vứt xuống ơi. Anh sợ quá, anh qua luôn cái xuống. Ui anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh hồi sinh được. Khổng long của tôi. Ok, mai có khủng long cứ tưởng chết rồi. Đừng chết em ơi, xin đừng chết làm gì. Anh ơi, em nghĩ tụi mình nên triệu hồi con gọi là con ngựa, con ngựa nó không sợ lava. Đấy em nghĩ vậy á. Không, nhưng mà con khủng long thì nó chạy nhanh hơn. Vâng, khủng long của anh nó chết queo rồi. Khủng long chết queo rồi, anh phải đi ngựa. Anh không sự lựa chọn nào khác. We don't have a choice. Okay. Cố lên, con rồng chết tiệt mày. Nó bắn sợ vãi chuối luôn anh em. Ui, máu kìa. Chạy. Tụi mình đánh với con này đúng không ạ? Đây chính là lần đầu tiên luôn á. Ok. Kiểu anh sao á? Chết rồi của anh ơi. Ôi, nó để ý tới em rồi. Nó để ý tới em rồi, ok. Không, ra đây, anh bắn cho anh con về cho. Ok anh. Chạy đi. Ờ, mày chết. Nó gần chết rồi, cố lên. Ôi, vãi chuối. Sao con này bắn dữ vậy? Trời, nó chốt. Ủa? The hell? Con này có khả năng teleport à? Nó chìm được. Đủ, con này nó kiểu nó phút cuối nó có khả năng teleport anh em ạ. Mày chết này, ok. Ôi, chết tươi, ok, wow, mình có kinh nghiệm anh em. Rồi, ok, rồi giết được nó. What the hell, cái gì vậy? Cái gì vậy? What the hell? Cái gì đấy? Cái gì mà? À cái này là cái triệu hồi ra người xương, cái này mình phải phá đi rồi giống như kiểu cái lồng con đâu á. Mày này con. Ok chết rồi. Ui, tức là con hỗn mang này nó có khả năng triệu hồi ra những cái mà spawner á. Ồ, hấp dẫn nhá. Ở đây mình đập cái gì đấy? Ở đây có một cái mấy cái viên ngọc nhìn lạ. Cái này là gì? Đá tim dung nham và đầu của hắc long hỗn mang. Ồ, wow. Cái trứng này hình như là chúng ta muốn hồi sinh nó. Em có nhu cầu hồi sinh nó nữa không? À thôi anh, em đủ anh, bị khe rồi, cháy okay. Hết cả, gọi là tóc chắc rồi là anh. Em không có nhu cầu đâu. Ok bạn ơi, thì nhờ cái map này ngày hôm nay, mặc dù chúng ta chưa sinh tồn được nhiều, nhưng mà chúng ta đã có cơ hội để đánh ba con rồng cùng một lúc với bạn. Bởi vì bạn chủ map bạn ấy quá là tận tâm luôn, bạn ấy cho bọn mình full vũ khí, full option lên bọn mình sinh tồn nó rất là ít. Nhưng ngược lại là chúng ta đã được trải nghiệm lần đầu tiên chiến ba con rồng cùng một lúc, anh em thấy đã đời không? Nếu bạn thích video này, nhớ cho mình một like, một subscribe. Và nếu như video này đạt được 10.000 like nha, thì chúng ta sẽ có ngay một cái video là sinh tồn trong bếp lò.